Buổi tập chiều mùng 4 tháng 6, đội tuyển Việt Nam nhận tin vui trời ban, thời kim chốt đội hình mạnh nhất đấu Philippines. Buổi chiều ngày mùng 4 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ tư trong kế hoạch chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Philippines và đội tuyển Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là thời điểm mà huấn luyện viên Kim Sang Sik đánh giá xong các cầu thủ để xây dựng đội hình tối ưu nhất cho đội tuyển Việt Nam với mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong những trận đấu sắp tới sau khi hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày mùng 1 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sích đã nhanh chóng bắt đầu tập luyện buổi đầu tiên vào buổi chiều cùng ngày. Trong các buổi tập tiếp theo, đặc biệt là buổi tập chiều ngày mùng 4 tháng 6, huấn luyện viên Kim đã tập trung rèn rũa kỹ lưỡng hơn các bài chiến thuật cho những chiến binh sao vàng. Ông cùng các cộng sự đã dành nhiều thời gian để đánh giá các vị trí trên sân, từ đó xây dựng đội hình tối ưu nhất cho trận đấu gặp đội tuyển Philippines và đội tuyển Iraq. Trong buổi tập chiều mùng 4 tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang Sích đã chia đội hình và cho các cầu thủ tập đấu đối kháng. Đội A gồm những cầu thủ được cho là đá chính đã đấu với đội B. Đội A bao gồm thủ môn Philip Nguyễn, các hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Xuân Mạnh, Hồ Tấn Tài, các tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng và các tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn. Qua trận đấu đối kháng này, huấn luyện viên Kim đã có cái nhìn chi tiết hơn về khả năng phối hợp và thể lực của từng cầu thủ từ đó đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng giống như người tiền nhiệm Park Hang-seo, chú trọng xây dựng đội bóng từ hàng phòng ngự và đặc biệt coi trọng giá trị của kinh nghiệm. Ông Kim tin rằng một hàng phòng ngự chắc chắn là nền tảng để xây dựng lối chơi hiệu quả. Tuy nhiên, ông cũng nhận thức rõ sự thay đổi của thời thế khi các đối thủ ngày càng trẻ khỏe, biến hóa và khả năng pressing được nâng cấp lên rất nhiều. Vì vậy, ông không ngừng điều chỉnh chiến thuật để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Đội tuyển Philippines trong chuyến hành quân đến Việt Nam lần này mang theo rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, họ chỉ có 2 ngày để thích nghi với thời tiết Việt Nam và chuẩn bị cho cuộc đối đầu khó khăn với đội chủ nhà. Các cầu thủ nhập tịch của Philippines, mặc dù có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng không được đánh giá quá cao về sự gắn kết và khả năng phối hợp do chưa có nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau. Đây là tin vui cho đội tuyển Việt Nam cũng như huấn luyện viên Kim Sang-sik trong trận đấu ra mắt. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã rất tích cực trong việc tạo dựng mối quan hệ gần gũi với các cầu thủ Ông không ngần ngại tham gia vào các bài tập, thậm chí là những bài tập thể lực và chiến thuật phức tạp, tạo ra sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau. Điều này giúp ông dễ dàng truyền đạt ý tưởng, chiến thuật của mình một cách hiệu quả và đồng thời giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trong việc thực hiện các yêu cầu của ban huấn luyện. Với đội hình tối ưu đã được chốt, đội tuyển Việt Nam hướng tới trận đấu gặp đội tuyển Philippines với tinh thần quyết tâm cao nhất. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã lên kế hoạch chi tiết cho từng buổi tập từ việc rèn kỹ năng cá nhân, chiến thuật đến việc nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ nhằm giúp các cầu thủ có phong độ tốt nhất mà còn đảm bảo họ hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trên sân. Đội tuyển Philippines dù mang đến nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi phải thích nghi với thời tiết và điều kiện thi đấu tại Việt Nam trong thời gian ngắn. Hàng thủ của Philippines cũng không được đánh giá cao khi đã để thủng lưới nhiều bàn thắng ở các trận đấu trước. Đây sẽ là cơ hội để các chân sút như Tuấn Hải, Tiến Linh và Văn Toàn tận dụng và ghi bàn mang lại lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Buổi tập chiều mùng 4 tháng 6 cũng chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến, đặc biệt là hàng công và hàng tiền vệ. Những pha phối hợp tấn công nhanh, các bài tập sút xa, đánh đầu và phối hợp nhóm được huấn luyện viên Kim đặc biệt chú trọng. Sự ăn ý từ các cầu thủ đã thi đấu nhiều năm cùng nhau là một lợi thế lớn giúp họ dễ dàng thích nghi với các chiến thuật mới mà huấn luyện viên Kim đưa ra. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã dành thời gian để lắng nghe ý kiến từ các cầu thủ và điều chỉnh chiến thuật sao cho phù hợp nhất. Ông không chỉ đưa ra các yêu cầu mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ có thể đóng góp ý kiến, từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. Sự linh hoạt và khả năng điều chỉnh kịp thời của huấn luyện viên Kim là điểm mạnh giúp đội tuyển Việt Nam có thể đối phó với những tình huống bất ngờ trên sân. Trận đấu sắp tới với đội tuyển Philippines không chỉ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam giành 3 điểm mà còn là dịp để các cầu thủ chứng tỏ mình dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị huấn luyện viên trưởng và chắc chắn ông muốn có một khởi đầu suôn sẻ để tạo niềm tin cho các cầu thủ cũng như người hâm mộ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao độ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào một kết quả tích cực trước đội tuyển Philippines. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên sẽ là động lực lớn giúp các cầu thủ thi đấu hết mình. Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao chiến thuật và trận đấu này sẽ là cơ hội để các cầu thủ thể hiện sự hiểu biết và tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Buổi tập chiều mùng 4 tháng 6 đã mang lại những tín hiệu tích cực và niềm vui lớn cho toàn đội. Với sự đồng lòng và nỗ lực không ngừng của các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, những bước chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm này hứa hẹn sẽ mang lại thành công lớn cho đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sắp tới, tạo nên niềm tin và hy vọng mới cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Là đội có thể hình thuộc vào loại thấp bé ở hầu hết các giải quốc tế mà mình tham dự, chống bóng bổng luôn là vấn đề đối với đội tuyển Việt Nam. Lần này huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ làm gì để che lấp bớt điểm yếu bóng bổng trước các đối thủ Philippines và Iraq? Hai đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở các trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra trong ít ngày tới gồm Philippines và Iraq đều có thể hình tốt hơn chúng ta. Cả hai đội này đều rất mạnh trong các pha bóng bổng, thế nên khả năng phòng ngự trong các pha bóng tầm cao sẽ là điểm mấu chốt giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững trước đội bóng Tây Á Iraq và đội bóng có hàng loạt cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và Bắc Mỹ là Philippines. Đầu tiên, với các tình huống bóng bổng, thể hình của các hậu vệ đội tuyển Việt Nam phải tốt hơn những người thường xuyên thi đấu ở hàng hậu vệ dưới thời huấn luyện viên Chu Jie. Trước đây, khi huấn luyện viên Chu Jie còn dẫn dắt trong số năm hậu vệ thường xuyên đá chính gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Trung vệ võ Minh Trọng hậu vệ trái Vũ Văn Thanh hoặc Phạm Xuân Mạnh hậu vệ phải chỉ mỗi mình Việt Anh cao trên 1m80 huấn luyện viên Kim sàng xích gọi vào đội tuyển khá nhiều hậu vệ có thể hình khá gồm Việt Anh cao 1m86, Nguyễn Thanh Bình 1m83, Đỗ Duy Mạnh 1m80, Nguyễn Đức Chiến 1m81 và Hồ Tuấn Tài 1m80 để chống bóng bổng đội tuyển Việt Nam cũng cần các hậu vệ biên áp sát tốt hơn khi đối thủ có bóng ở hai cánh nhằm hạn chế khả năng tạt bóng của đối phương. Hy vọng rằng khi Phan Tuấn Tài được trả về vị trí hậu vệ cánh trái sở trường, anh sẽ thực hiện thành công vai trò này. Điều tương tự đối với Hồ Tuấn Tài ở cánh phải. Ngoài ra, vai trò của các thủ môn trong những tình huống chống bóng bổng rất quan trọng. Về mặt này, cựu huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của đội tuyển Việt Nam hiến kế khi phòng ngự bóng bổng, nhất là tình huống treo bóng từ hai biên của đối phương, các hậu vệ phải có ý thức kèm người tốt nhất là dồn đối thủ ra khỏi khu vực 5m50 của đội nhà, nhưng khoảng không gian đấy cho thủ môn làm việc. Đây là tình huống mà chúng ta từng mắc sai lầm và từng để lọt lưới sau pha ném biên của Indonesia ở trận lượt đi vòng loại World Cup hồi tháng 3. Với các đội mà hàng hậu vệ có thể hình không tốt, vai trò của các thủ môn càng quan trọng. Đội tuyển Argentina trong thời gian gần đây sử dụng rất triệt để thể hình lý tưởng cũng như khả năng không chiến, khả năng ra vào của thủ môn Emiliano Martinez cao 1m95 hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina, trung vệ Romero cao 1m85, Otamendi cao 1m81, hậu vệ phải Molina cao 1m76, hậu vệ trái Tagliafico cao 1m72, khá thấp so với chiều cao trung bình của các đội tầm cỡ thế giới, nên họ rất cần sự chủ động của thủ môn Martinez trong các pha đón bóng bổng từ những quả tạt của đối phương. Đội tuyển Việt Nam hiện có thủ môn Nguyễn Philip có thể hình rất tốt, 1m92, giỏi bắt bóng bổng, có thể thực hiện những điều tương tự như thủ môn Martinez đang làm cho đội tuyển Argentina. Điều quan trọng còn lại là khâu phối hợp giữa các hậu vệ với thủ môn Nguyễn Philip hoặc Đặng Văn Lâm trong những ngày tới. Giải quyết được điều này, chúng ta sẽ bớt được đáng kể một mối lo trong các trận đấu với các đối thủ to cao hơn mình. Gặp Philippines trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 ở sân Mỹ Đình, trên lý thuyết tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế nhưng thực tế lại khác. Với chuỗi trận toàn thua kéo dài dưới thời huấn luyện viên Chu Jie khiến tuyển Việt Nam đối mặt với áp lực rất lớn, cần giải cơn khát chiến thắng hơn bao giờ hết nhằm lấy lại sự tự tin cho bản thân cũng như niềm tin nơi người hâm mộ. Không chỉ các cầu thủ gặp áp lực, tâm lý bản thân huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng đối mặt với những khó khăn tương tự bởi đây là trận đấu đầu tiên ra mắt người hâm mộ Việt Nam kể từ khi được VFF chọn và bổ nhiệm thay cho ông Chu Jie. Chưa dừng lại ở đó, tuyển Việt Nam cũng cần một chiến thắng nhằm tiếp tục nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp lọt vào vòng sơ loại thứ ba World Cup 2026 như mục tiêu đề ra trước đó. Trong hoàn cảnh niềm tin xuống thấp, lực lượng chưa tốt nhất và vừa trải qua giai đoạn Village đá cuốn chiếu khiến thử thách dành cho tuyển Việt Nam lẫn ông Kim sang xích khó hơn. Đặt mục tiêu chiến thắng nhằm nuôi hy vọng lọt vào vòng sơ loại thứ ba World Cup 2026 của tuyển Việt Nam là không sai khi những chiến binh sao vàng vẫn còn cơ hội. Nhưng thực tế cơ hội dành cho Quang Hải và các đồng đội không thật lớn nên lúc này đoàn quân của ông Kim sang xích có lẽ không cần quá căng thẳng với điều đó trong bối cảnh ưu thế đã được trao cho Indonesia sau hai lượt đối đầu toàn thua đối thủ. Tuyển Việt Nam cần quên đi vòng loại thứ ba World Cup 2026 nhằm giảm đi áp lực và từ đây giúp đôi chân thanh thoát hơn để chơi một trận ra trò với Philippines trên sân Mỹ Đình. Chẳng những phải quên đi mục tiêu vừa nhắc ở trên, thầy cho huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng gạt luôn các thất bại dưới thời ông Chu Jie và coi trận đấu với Philippines như bản nháp cho tương lai, có nghĩa là phải chơi thoải mái nhất thay vì quá nặng nề kết quả tuyển Việt Nam có thua thêm một trận đấu nữa cũng chẳng phải quá bi kịch bởi thực tế điều đó đã xảy ra hồi tháng 3 năm 2024 với các thất bại trước Indonesia dưới thời ông Chu Nói thế chẳng có nghĩa tuyển Việt Nam chưa đá đã thua Philippines, thay vào đó các học trò của ông Kim Sang Sik vẫn cần quyết tâm chiến thắng. Nhưng hãy chơi bóng bằng tinh thần thoải mái nhất để là chính mình. Thoải mái cái đầu, đôi chân sẽ thanh thoát và tuyển Việt Nam chắc chắn cắt được chuỗi trận đấu thảm bại suốt năm qua dưới thời huấn luyện viên Chu Jie.